Cuối cơn đau, em vẫn yêu anh như lần đầu. Tận cùng cuối cơn đau, ai trông mong ai đêm dài thao thức. Tận tình giờ đã chia đôi, em cũng đau như anh vậy thôi. Tình nào mà chẳng phải vội, đôi ta có duyên không phận anh ơi. Tận cùng cuối cơn đau. Thế nào thì khách vừa gọi, hiện đang bận hoàn tắt máy. Gọi thêm 100 lần nữa thì kết quả vẫn sẽ vậy, nên đừng cố nuôi thêm hy vọng một phép màu nào đó viển vông. Vì giữa Hà Nội 12 giờ đêm thì kiếm đâu ra được cầu vồng, kiếm đâu ra được một người cùng anh thực hiện những lời hứa. Những tin nhắn công việc mệt mỏi không, đã về tới nhà chưa? Em mà hôm nay anh mệt, về sớm hơn mọi bữa. Thế hôm nay của em thế nào, bên ấy trời nắng hay đang mưa? Lấy hết can đảm anh đút tay lồng vào trong túi, chạy một mạch thật nhanh và tất nhiên lồng nằm không cúi. Băng qua từng con hẻm, từng đoạn đường dù dài lê thê, anh thuộc hết đến từng cái tên, vì làm sao quên lối em đi về. Cuối cùng dừng lại trước nhà, anh nhấn bấm chuông. Chỉ khác là hôm nay không thấy em mà mẹ đi xuống. Chưa kịp nói xin lỗi vì hôm nay đến làm phiền muộn, mẹ kéo cửa ôm chầm lấy anh như thể giải phóng một vạn nỗi buồn. Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì khiến cho hai mắt mẹ sưng to. Nếu anh lỡ làm gì sai thì cùng là mẹ chỉ hơi nhăn nhó. Từ phía xa bố em tiến lại, sự thật như sẽ đánh bên tai một chiếc bắn tải đã cướp em đi và chẳng bao giờ quay trở về lại. Thậm chí anh còn không kịp nói lời chào, lời cười đã may không có người mặc, giờ phải mang bút hay sao? Tìm mua thêm thuốc ngủ, hộp cũ anh dùng đã vơi. Nhắm mắt chìm vào bóng đêm, anh biết bên kia có em đang đợi. Không kịp nói lời chào, mày cười đã may không có người mặc, giờ phải mang đốt hay sao? Mua thêm thuốc ngủ, cũ anh dùng đã vơi, bên kia em có đợi anh không?